À, cho Đạt xin gửi lời chào đến tất cả quý ông bà cô bác gần xa nha. Đạt xin chúc tất cả quý ông bà cô bác gần xa xem clip của Đạt vui vẻ và luôn hạnh phúc nha. Thì hôm nay Đạt có ông Bác Năm, ông ở bên Mỹ mới về. Thì ông cũng phái thương vợ chồng nên ông về thăm vợ chồng. Thì Đạt sẽ dắt Bác Năm đi mò tôm càng đặng về luộc ăn nha cả nhà. Đây là Bác Năm ở bên Mỹ nè. Chào cả nhà mọi người. Sống bình an vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình, giữ gìn sức khỏe. Còn sao là bác Ba. Bác Năm nói tiếng gì, tiếng ấy đây. Tiếng ấy, tiếng này hả? Tiếng bên Mỹ. Tiếng Mỹ. Hello everyone. I hope that you guys enjoy watching this clip to first I like to help my nephew. Bác Năm nói gì vậy? Dịch cho con nghe. Là cái như chào cả nhà, bấm vô sự bấm đồng ý để phụ giúp cho thằng cháu. Dạ, cảm ơn bác Năm. Bác Ba coi cá rồi, bác Ba thấy không? Đâu rồi, đó cái đầu đó thấy không? Đây có ông sáo. Đây có ông sáo, đây thò lòi kia bự. Từ từ bác Năm ơi. Nhớ lại dị dạng. Nói chung là bác Năm mới về nước được 5 ngày cả nha. Còn đây là bác Ba cầm cái vỏ nha. Lát con dính tôm càng giục lên cho bác Ba bỏ vỏ nha. Nào đi bác cua anh. Trời ơi, lạnh quá vậy. Gì mà lạnh gì lạnh. Hả? À, sáng ngày đúng hả? Sao rồi, bác Năm? Chưa có miếng nhớt nào hết á. Bây giờ bác Năm mò hay là con mò đây? Thì hai bác cháu mình mò. Dạ. Để giờ bác Ba cầm cái máy đi. Cho bác Năm mò trước đi. Rồi kinh nghiệm chưa đâu. Đợi mấy chỗ mấy cái cây đồ. Rồi vậy đi ra đây. Kẹt cây đồ á. Hay quá. Vậy là kinh nghiệm dữ lắm rồi bác Ba ơi. Không được, nó nằm theo kẹt cây đồ không nè. Có không em? Chưa có nhớt. Con lên hàng trước quá. Thì mò đi. Từ từ. Lâu rồi đâu. Tới điểm là con mò cái dính này lại mà. Chung là mò ở cái con kinh này nè. Là cái cống. Cái cống chạy vào kia. Tôm cá ở đây nè. Sao mà bác? Chưa không? Thấy mặt quần đỏ là thấy... không em hả? Ở trên kia bác Ba và là ông anh ở gần kế bên nha. Không im hả? Không. Rồi, để con ấy cho. Được chưa? Rồi. Thấy nổi dây không anh? Rồi. Mấy dây vậy? 3, 4. Rồi, em tới em. Quay em nè. Rồi cả nhà ơi, có ông anh ông quay phụ à. Cảm ơn ông. Sao chú? Cá. Năm dính cá gì kìa? Cá nó mới dậy thầy. Trời ơi, lạnh dữ vậy trời. Trời này mà lạnh vậy. Quá mát luôn á. Nó nặng lâu lắm. Cái nào? Bắt không chú? Bắt chứ, cái lâu rồi. Thôi chú giục cái vỏ này đi. Giục cái vỏ ơi, cái chút xíu rồi ông ơi. Cái chút xíu rồi. Thả nha, thả nha. Chút nữa qua bên kia thì xong. Gặp anh chú ổn rồi. Anh xà má ơi. Anh
Không phải con cua mà con cúm. 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 Đi lại đây chút xíu anh. Mới xảy con luôn. Cắt cái điện này. Ê Đạt ơi, phụ sao? Giờ cúp. Để buông nhà luôn đi, buông nhà đi, buông nhà chú. Buông nhà luôn đi. Rồi buông nhà nhả rồi. Rồi xong rồi. Thấy chưa? Không phải dễ ăn đâu. Ông cười trương hồng, ông cười sự đau đớn của con gậy ông không? Kỹ thuật tâm trạng không có ta, giống vô ta. Mà đây chắc có ai mò dò hay gì đây này. Má ơi nó kẹt kìa. Trời chảy máu từ lưu luôn. Đơn giản đâu. Ui, trời. Cái gì đây? Xảy luôn rồi. Sao xảy hoài ta? Xảy hoài 3 năm. Ờ. Xảy hoài vậy. Nâu bự nè. Con này chắc lấy hả? Lấy. Bán thải luôn con vỏ vô nè. Thải lại nè. Mọi người thấy cái hoàn cảnh ở Việt Nam rất khổ không? Thấy cháu tôi nó khổ không? Phải đi sáng sớm phải đi kiếm ăn như kiểu này nè. Mà bắt năm nó kiếm máu mẹ không. Tắt cái này, tắt cái này. Hết trường. Ta mời cho mấy kẻ đá mà không có con gì dẫn. Tắt đi này, tắt đi này. Để hết pin. Rồi, cả nhà ơi, thiệt đi mò tôm càng nhưng mà không có tại vì tôm càng thiên nhiên nó không có vô. Nay về sẽ tôi chài cho bác Năm chài thử. Đó, chuyên nghiệp rồi đó. Ở đây có cá đục, cá đủ thứ luôn, cá nâu, cá gì đủ thứ á. Nếu mà thấu hậu dòm nè. Nè, dòm nè. Nay đây dòm coi nè, chài một cái hả? Nó xèo xèo nè. Lúc nó cười nè. Trời ơi, cầm cái chài đó nè. Là người ta biết rồi đó. Bung bung đại vô mày nó chứ.
quá hay. Sao hả bác? Không nghe. Không nghe giật giật gì hả? Không nghe giật gì hết. Xong luôn. Thua rồi. À, cái rối nó chạy kìa bác. Mà không hả? Rồi. Rồi xong luôn rồi. Đây bác Năm ngồi nghỉ đi để con. Nó đã chạy nữa. Dạ bác Năm chạy nữa đi. Chạy nữa. Rồi, đi không nổi nữa mà đồ chạy. Chạy nữa phải không? Chạy nữa. Rồi, cho cơ hội chạy nữa. Này tôm không có vô, nếu mà nó vô lần này kia có rồi. Chạy cầm cái chạy nó gửi dốc xuống dân chuyên nghiệp lắm chứ không. Không tròn. Từ 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 để cho nó chìm xuống đi bác. Không có con gì lưỡi vô. Không còn gì hả? Không có con gì. Có nó sắn là biết rồi. Rồi, tao trả rồi đó. Ê, có con tôm kìa. Có con tôm. Rồi, có con đủ về kho quạt kìa em ơi. Rồi, tôm rồi. Nè, tôm thẻ nè. Được con tôm, đủ kho quạt rồi. Con đó để gọng được câu cá chẽm là ngon lắm đó. Dạ. Rồi, được con tôm. Con đó câu cá chẽm ngon lắm đó hậu ơi. Hay quá. Rồi, đi trả. Đây, đây con chạy. Có tôm càng không anh? Bự như vậy. Đừng khi dễ gì kìa, không biết mà tôm chứ. À, có 5 mồi được con tôm càng này cả nhà. Ủa, con tôm càng này dạch không? Nãy giờ đi cống thứ hai con Năm quyết tâm mồi được con tôm càng. Nó cắn, nó cắn. Mấy chịu được con đó đó. Nè, quá. Ôi. Nè bác Năm, vô trong con lỗ này nè bác Năm. Ê, con lỗ này có không? Từ từ thôi, từ từ thôi, tại vì mấy cái hốc đá này nè, khó lắm á. Mấy hốc đá trong cái kẹo đó. Trong lỗ kẹt đó, thò vô. Nó nằm trong á. Đây, bố bắt con cua đây nè. Sai. Kính mít luôn. Sao mà kính mít trời? Con thò đây thử con biết rồi, đâu có gì đâu à. Nè có tôm càng nè. Đâu? Trời ơi. Giờ là dân chuyên nghiệp thì chết rồi. Nè. Nó có cái hang, nó có cái hang nè. Thấy không? Thấy không chú? Ừ. Ta không thấy hang gì vậy. Nè, hang đây nè. Rút lại nè, ông Năm thọ vô thử rồi, có cái hang đó. Đây cái hang này là hang bến cua của con. Thêm con nữa. Nè chú ạ. Đó thấy không, thấy cái hang không? À, bây giờ mới mò ra cái này, cái hang. Dạ, cái hang cua bự cũ của con á. Hả?
Đấy rồi, đúng cùng rồi, tới đó là cùng rồi. Tới đó cùng rồi, nhưng mà ở bên đây nó qua bên đây. Qua bên đây nữa hả? Qua bên đây. Đi còn coi lại kìa. Qua bên đây mà thọc. Nhìn nó qua tới đây luôn rồi nè. Ôi, thọc vô không được. Thọc vô không được. Ở đây nè. Nè, được rồi. Thì phía trong dưới đây có hang nè. Hang cua kìa. Có trong cạn nè. Trời ơi. Ôi. Thấy chưa? Thấy. Ai đây Việt Kiều không biết mò trong cạn. Chú Năm hồi xưa là chú Năm ở quê ở Cà Mau nha cả nhà. Hả? Chú Năm nhâm. Nhìn con cái chứ. À chuyên môn đi bắt bắt cua, bắt dợp, cá thò lòi. Dạ dạ. 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 Chú ba. Đi sáng luôn chú ơi. Quá hay. Nghe chưa ba? Nghe. Dạ. Bắt cua có không? Ông đâu rồi? Có cua không anh? Chưa có hả? Chưa có. Nên nó sáng ngon quá mà. Này chơi thế này hả? Hả? Đi mò đấy hả? À. Đụng con trong cạn. Gì? Con nữa hả? Đụng. Trời ơi, sáng nay mình mò kỹ ta. Trời ơi. Nó cắn kìa. Được. Từ. Được không anh? Đụng con nữa nha. Ôi, vậy là quá đã rồi bà con ơi. Mấy con cua ở cùng đây chắc xuống dưới rồi gặp nha. Cùng là sao? Nó ấy á hả? Vô nó dài chứ. Xuống dưới chút xíu nữa cho bà ơi. Chú nào bắt làm ơi. Xuống dưới đó xíu nữa. Dạ. Chú có bún dưới mà. Dạ, đi con bún nè. Từ mò từ xuống. Bây giờ có thiếu hơi. Thiếu hơi gì? Thiếu khói. À. Thiếu khói. Phút không? Em yêu. Cho hơi khói ơi. Đừng có lặn đâu này kia mày. Đi lại xe gì vậy chú? Ờ xa vậy? Anh có hút không? Anh bắt cua đâu rồi? Đi rồi thì không chú Hậu có. Đi lại xe luôn rồi. Chứ không bỏ túi rồi, không bỏ túi gì trên. Của người ta. Ờ, đừng chiếu, đừng quay vô. Đây, cái điểm thứ hai nha. Cái điểm thứ ba, thứ năm gì nè. Lặn mấy cái. Dính rồi bác. Dạ. Có nè, đang quay nè. Ở đây có mấy cái cống nè. Bỏ dính cái tôm càng đây nè. Đó là cái vỏ rồi bác. Này con chụp quýnh nó được không? Đó rồi. Mình sẽ luôn nha. Cái miệng chạy là chạy đây không được nha cả nhà. Tại vì nó đá không à. Ôi, trời ơi, Năm ơi.
Ủa sảy của tôi cao bự quá. Bác Nam, bác Nam ơi, ủa sảy tôi cao bự quá nè. Đây đây đây, nhanh nhanh nhanh. Nhanh đi bác. Ủa tôi cạn nó bự. Đây nè bác, lại đây nè, lại nè. Nhìn chưa nhẹp rồi mà xảy ra trời. Đá không ạ? Em nghĩ đâu? Em nghĩ máy gì đâu? Mẹ nãy nó xảy ra nè. Thì nó chạy vòng vòng đây thôi. Nó phải kiếm thôi, kiếm lên nơi nương tựa. Nó đâu có nằm chỗ cho mình đưa bắt ra để đâu rồi, nó phải búng chỗ này chỗ kia chứ. Chạy đâu tiêu luôn rồi. Đặng ơi, giúp cho con cá, đặng ơi, cái gì? Chân nhớ ra. Cái gì bác? Chân nhớ rồi. Coi chừng cá ngát các bác ơi. Không có cá ngát. Thế cái gì? Xem nè. Ôi, cá bông. Cá bông cát. Quá trời đã luôn. Nè, con coi coi. Hồi nãy con có mò được mấy con nhưng mà con không được. Coi chừng xảy. Đây nha. Đó, con cá kìa. Này kho tiêu ăn là hết. Hồi nãy là con mò được mấy con. Đừng té nha. Kho tiêu ăn là nhức nát luôn á. Tụi ba ơi, bỏ cá cho nó qua. Đâu có ba cho mượn cái vỏ rồi. Hồi nãy Đạt cũng ngồi được mấy con cá không cá. Được hai con nè, không có nhà không. Lát này giờ tao quay hình lại cho nhà xem nha. Đây hai cái cháu đi cũng một dưới đây. Rửa nó cá. Giờ nhức nát rồi đó em yêu ơi. Thôi giờ lát về nướng luộc gì nè. Kho tiêu. Kho tiêu đi. Kho tiêu với dưa leo. Dạ. Dưa leo, kẹp dưa leo ăn là nhức nách luôn. Cơm rồi bác. Mấy chú cháu về tới nhà nha, dạ, xử cái này. Vợ con chắc đi mua nước lèo rồi chú ơi. Mua đồ về nấu nước lèo rồi. Dạ. Đi chợ gần đây không? Đây gần. Dạ. Để coi nè cha. Dạ, con mồi kiếm được 3 con kiếm được 1 con. Cuối cùng có 4 con. Đây đủ rồi. Bò nó đủ với 2 cá bóng.
hai con cá con mồi đừng con cá bóng, năm mồi đừng con cá bóng, năm con càng được rồi, có lý rồi à. Đó chưa mua lứa còn cỡ cỡ không ta, mùa này tôm càng nó không có vô chơi chạy không có gì hết trơn luôn. Bây giờ nó muốn mắm hay là kho tiêu gì ăn luôn cả nhà. Rồi cả nhà ơi, đây là cái lẩu mắm tôm càng hồi nãy Đạt với lại bác Năm đi mò, giờ Đạt với bác Năm đi tra tôm càng là cả nhà. Giờ Năm ơi, giờ sáng anh cũng đó. Bắt tôm càng rồi, giờ để anh coi cái ăn đi ăn tự nhiên đi. Chào cả nhà ơi, hôm nay mình về tới đây qua nhà cháu, rồi cháu dâu nó nấu cái lẩu mắm tôm càng cá kèo rồi khôn. Bây giờ cái như ăn cái món này là cái như về quê hương ăn là nhức nách. Rồi cầm ly lên bác Năm chào ơi. Cái nhà. À, thôi mà dạ ơi. Dạ vô cả nhà ơi, vô như vợ chồng cháu đó. Dạ dạ. Đâu bác Năm lột con tôm càng nha. Lột cái đầu á. Ừ, ăn từ từ ăn không? Ăn tôm càng thôi ăn. Ừ. Ăn nửa càng vô hả? Không, hết cũng đầy. Rồi nãy tôi không có mò tôm càng, giờ tôi ăn cá kèo à. Rồi bây giờ nãy tôi ăn hai cái càng không? Cái này tôi mời lại em yêu tôi. Tôi ăn mời em yêu tôi. Chú Ba, bà chú Ba đi, để chú Ba đi. Dạ. Thì thôi Đạt xin kết thúc clip ở đây. Chúc tất cả cô dì chú bác chị em đằng xa luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi xem video của Đạt nha. Bây giờ Đạt xin chào ạ. Chào cả nhà. Bác Năm ơi. Ừ. Chào cả nhà bác Năm. Chào cả nhà ơi, coi clip này rồi có gì bấm ủng hộ cho cháu nó nghe không? Nói bằng tiếng Anh nè. I wish everyone to see this clip. Press a like to help my nephew have enough money to support his family. Yeah. Thank you. Okay. Chửi con gì đây? Chửi con gì nữa?